Chị không bao giờ. Em đã nói rồi. Chị nói rồi mẹ ơi. Em cá đi thùng ô thùng đậu thì giờ tùng. Đậu xanh và đậu đỏ ra đây. Ủa cái gì vậy ghẻ hoa? Đây là một món đồ mà mẹ mới vừa order ở trên mạng về. Nó có tên là máy nói dối. Thì mẹ đang phân vân không biết là cái máy nói dối này nó có nói thiệt hay không. Nó là máy nói dối thì làm sao nó nói thiệt được? Nó phát hiện chứ mẹ nhỉ. Máy thì ý đó. Đại loại là không biết là nó có tác dụng hay không. Hai con này ưa bắt bẻ quá vậy. A few moments later. Tóm lại là ghẻ hoa muốn chơi thử nghiệm cái máy phát hiện nói dối này. Mình chơi đi mẹ. Mẹ lớn mẹ chơi trước đi. Đâu có, mẹ chỉ định người chơi trước chứ con. Mẹ chỉ định hoài nha. Con lẹ quá trời luôn. Tụi mày để tao đây là mẹ tao có quyền chứ. Thì mẹ theo mẹ chỉ định con cám chơi trước. Trời đất ơi, con nói nghe nè. Mai mốt mẹ đẻ cái con bịt lộn đi, con không có đầu thai với mẹ nữa đâu. Thôi nhưng mà mẹ đã chọn em rồi. Em là con của mẹ mà, em chơi trước đi. Sau khi hỏi em một câu hỏi, em trả lời có hoặc không rồi bấm nút bắt đầu thì máy sẽ chạy và kiểm tra em. Ok, hỏi trước nè. Con hỏi đầu tiên nha. Cám hậu, em có thương chị Tấm Hồng không? Đương nhiên là không. Biết rồi. Đó, đâu có giật đâu. Đương nhiên là em thương chị. Đương nhiên là em rất là ghét chị rồi. Đó. Tiếp theo nào. Chết cha. Chị là... là ghét chị. Sao hôm nay, sao hôm nay chị em tương tàn? Làm sao mà tương tàn được? Có thì trời ơi, mẹ mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời rồi. Con cám mà thương không hả? Để mẹ hỏi nè. Con có thương mẹ không? Thôi bấm. Đương nhiên là không rồi mẹ. Bấm vô mẹ. Con nói mẹ rồi. Mẹ làm ơn mẹ mua. Sao thương hay không? Mẹ xin. Con không thương mẹ. Con nói mẹ rồi. Mẹ nên sinh ra trứng hột vịt lộn, vịt muối vậy mẹ ăn đi. Mẹ đừng có sinh ra con. Con bấm. Bắt đầu tiên đập lại xả. Vậy là em thương mẹ. Em dám làm gì vậy? Chị biết là em thương mẹ mà. Em giật cả mình chị à. Em cái kiểu này mà hoàng tử thấy ra hoàng tử không bao giờ cho em vô danh sách ứng tuyển luôn đó. Người ta giật mình, người ta la cái gì đó nó la. Tới lượt Tắm. Ok, tới lượt mẹ chỉ định. Tắm. Chị Tắm ơi, chị Tắm trong gia đình này, chị Tắm thấy mẹ đẹp hay em đẹp? Nếu em đẹp không? Đúng. Chị Tâm thấy mẹ có đẹp hay không? Chị Tâm thấy mẹ có... chưa trả lời mà. Chị Tâm thấy mẹ có đẹp không? Mẹ đẹp. Bling. Xanh. Chị không bao giờ. Đậu xanh và đậu đỏ ra đây. Rồi tới mẹ. Rồi tới mẹ. Mẹ hỏi tiếp nè. Con có thích Cám Hậu không? Thích, con mê Cám Hậu lắm. Cám Hậu giống một thần tượng của con. Đó chính là diễn viên Thảo Thiên Thần, biệt danh Thảo Học trong phim Bảo Bối Thần Kỳ. Để coi cái giật chị văng ra tới ngoài đó luôn nè. Trời ơi. Chị là bà đặt thần tượng rồi mẹ. Ai mấy con nói nhiều rồi dựng đầu dựng cổ. Chị ơi, tóc chị nó dựng dữ vậy chứ tóc. Chị nói với chị rồi, ghét thì nói ghét chứ có cái gì đâu mà chị lương lẹo chi. Tới lúc mà để con coi cho nó thầm được bao nhiêu. Tự nhiên mấy con lại chờ là tốt luôn quá. Ghê không mẹ? Ở ngoài cái bìa bao bì nè, nó có ghi luôn nè. Nó ghi là mẹ không biết hay mẹ còn order về. Bây giờ em ra ngoài hỏi trước. Ừ. Mẹ có phẫu thuật thẩm mỹ không? Có hay không vậy mẹ? Có không? Có. Có hả? Con thấy mẹ đẹp tự nhiên lắm mà. Đúng rồi. Mẹ có phẫu thuật thẩm mỹ. Trời đất ơi, đã xấu phẫu thuật thẩm mỹ không ra giống ôm gì hết trơn á. Thằng như má đẹp, người ta làm chứ đẹp hơn á. Đúng rồi, hết rồi. Mẹ chưa mà, nó tắt cái dòng em mới được. Chưa, mẹ bỏ vô lại. Quang mở ra. Chưa, mắt mày mắt
nó không chịu, nó la làm thì mẹ bỏ vô lại. Trời ơi, mẹ mẹ là có nhưng mà mẹ sao tao chứ ngồi hả? Cái mẹ nó nằm chỗ đó. Bỏ vô. Mẹ nằm chỗ đó. Mẹ càng hồi hộp nó càng giật. Đúng rồi, giật mạnh. Giật mẹ răng càng gạo. Mẹ có hôn mỹ không? Có. Có nhà cửa, có con tin mẹ mà. Trời ơi, đã xấu phẫu thuật thẩm mỹ làm chi? Có. Vậy là mẹ có phẫu thuật thẩm mỹ nhưng mà thiệt. Chân thật quá. Chân thật, mẹ rất chân thật. Mẹ thật với mình giật lắm con. Tiếp đi chị. Tao mẹ trả lời đã. Ok, tới lượt chị hỏi. Bỏ vô 4 ngón, 5 ngón. Rồi. Rồi, ok con. Trời, cái này giật mẹ văng cái hàng rào ra là thì vô lại. Con hỏi thầy thôi nha. Là mẹ có bao giờ nói xấu Cảm Hậu không? Oh my god. Cái đó hồi hộp nha, chắc chắn là có rồi. Trả lời đi mẹ. Khoan, ủa là trả lời xong mới bấm. Trời, mẹ khoan, cái này mẹ đang cười. Nói sao cho phù hợp chứ không lên TV. Mẹ có bao giờ nói xấu Cám Hậu không? Có. Có, mặt nghiêm túc nha em. Đẻ mình ra mà nói xấu mình. Không, cái chuyện mà nói xấu Cám Hậu là chuyện bình thường luôn á. Bình thường luôn em. Có, cái chuyện nói xấu Cám Hậu bình thường luôn. Nhiều. Nói rất nhiều luôn. Nói rất nhiều luôn. Nói rất nhiều mà nói dai nữa. Nói đầy nghiến luôn. Tức là không hề nói em. Chứ mẹ không hề nói xấu em. Mày đặt ra bồi diễn cho bị giật. Ờ. Bỏ vô 5 ngón cưng. Rồi, ok. Bây giờ mẹ hỏi đi. Có bồ chưa? Dạ chưa. Để coi coi nó có giấu mẹ không. Coi nó bung cái niềng ra luôn nè. Để coi nó có giấu mẹ không. Ừ. Nó giấu mẹ đi lấy mất đi thằng nào. Ừ. Đúng không? Đó. Cám, em có bồ hả? Chị ơi, tại vì á, em nghe mẹ nói là mẹ sẽ đánh em bung cái niềng. Em hồi hộp chứ không có. Chứ không phải là em có bồ, em giấu hai người. Chị Tâm ơi, chị Tâm có bao giờ... Có bao giờ móc đến mà hửi không? Oh my god. Nói. Không. Không. Trời. Có thì nó có đây, mẹ con mà, đó cái gì đâu. Cái này người nhà không mà lo cái gì cũng biết. Như vậy mà làm gì. Ủa con này nó bị giật quán tính. Nó bị giật mình á, chứ không phải nó bị giật điện. Làm lại. Bây giờ chị ơi, chị có muốn lấy hoàng tử không? Chị phải mạnh mẽ lên. Rồi, câu hỏi lại bắt đầu. Lại. Chị Tấm ơi, chị Tấm có bao giờ móc đít mà hửi không? Chết. Hết 4 lần mẹ đều như vậy. Không. Tôi thề với cuộc đời luôn á, không bao giờ. Không, tại vì sao? Vì là tôi là cô Tấm trong chuyện cũ. Đúng không? Cô Tấm này có móc đít lên hửi không nha? Coi chừng cái răng cái hàng rời. Chị vô không kịp chị nha. Yeah, tôi nói thôi. Rồi. Chỉ một chút thôi mọi người à. Mọi người bị đánh lừa rồi. Rồi, tới mẹ hỏi con để tay lên. Cô có bao giờ có móc khúc mũi một ăn không? Dạ không. Tại vì sao? Tại vì tôi là cô Tấm trong chuyện cổ tích. Mà cô Tấm trong chuyện cổ tích là không bao giờ làm điều đó. Đó là sự thật. Không bao giờ hư, dơ, mất vệ sinh. Thấy chưa? Hay quá, người ta làm như chị biết được cái em rồi thì phải. Không, tại vì chị không bao giờ nói dối. Ủa gì hai chị, vậy mấy lần giật hồi nãy là máy mát hả? Ồ thì ra là vậy, em nào có biết. Rồi thôi, nói luật mẹ vô. Rồi, bây giờ em hỏi đi. Em hỏi là gần đây mẹ có đi khách sạn với trai là hay không? Mà mẹ giấu hai đứa con. Mẹ rút tay ra luôn, mẹ không dám trả lời. Trời ơi, biết lắm mẹ, hèn chị mẹ này mất đi chứng minh của mẹ hoài luôn. Như chứng minh của mẹ cất từ mẹ như không thấy. Hèn gì. Mẹ trả lời. Mẹ đi. Là người chơi cái trò ngu ngốc này. Mẹ order cái máy. Đúng rồi, thì mẹ phải chịu. Rồi, mẹ trả lời đi. Thôi, dẫm mấy cho mẹ thua đi. Mẹ sợ. Có. 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 Không, trả lời thật lòng là có. Thôi, nhưng mà con muốn xác thật. Mẹ bỏ vô, mẹ nói có thì mẹ bỏ vô. Mẹ đi bắt cậy, mẹ bỏ tay vô. Nhưng mà mẹ cũng cho là tại vì cái máy này nó ngu si lắm. Nó muốn giật là nó giật, mà nó không muốn giật là nó không giật. Con không cần biết. Nhanh lên. Ôi, đau lắm, đau lắm. Mẹ thua. Mẹ ơi, cái nết mà mất dạy hàm hồ của mẹ đâu rồi? Mẹ làm gì mẹ đục dữ vậy? Bỏ cái tay vào nào. Thôi mẹ sợ. Thôi cho mẹ thua đi, cho mẹ thua đi. Giờ mẹ phải hết lượt mẹ cho mẹ thua. Ừ, hết lượt này cho mẹ thua. Rồi, ok. Hỏi đi. Mẹ có bao giờ hẹn hò trai nhưng mà mẹ lỡ xì hơi nhưng mẹ vẫn im, mẹ
Mẹ con hỏi mẹ dài quá, mày dở kịch hả? Mày làm gì con giải thích cho mẹ, con giải thích cho mẹ coi nè, mẹ bỏ tay vô nè. Bây khoan giờ... bây giờ mày chốt lại đi nè, con đang chốt nè. Ủa? Đằng nào tao cũng phải trả lời à. Mày mặc cái quần thể dục hồi nào vậy? Trời nè nè. Much 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 later. Mệt quá, hỏi lại đi, mệt quá. Tự nhiên ra kêu váy chồng thì chồng kêu chi. Mẹ ơi, có khi nào mà mẹ hẹn hò trai xong rồi mẹ lỡ xì hơi rồi mẹ đánh lạc hướng người ta bằng một hành động khác không? Ví dụ như lỡ xì hơi xong cái bùa cái mẹ làm gì nè. Mẹ đẩy bàn đẩy ghế thay thế cho cái xì hơi hồi nãy không nghe gì. Có hả? Oh my god. Vậy là lần nào mẹ em mà đập bàn đập ghế là mọi người hiểu rồi đó. Tự không, đẩy ghế có, đẩy ghế có. Đẩy ghế có. Ôi, dỡ tay lên kìa. Chứ nó kêu. Mẹ à, mẹ không chịu để tay vô cho nên nó mát rồi, nó bắt mẹ làm lại kìa. Mà mẹ trả lời là có. Có em phải nhận cái đó bao giờ? Con không muốn biết. Có. Để cho mẹ. Có. Có đúng không? Có. Có thiệt mẹ. Thì con không hề nói gì mẹ. Rồi có. Có. Trời ơi. Bình tĩnh đó, không có gì đâu. Nãy thì em lỡ kéo bàn gì đâu mọi người. Không mà vậy nè, để giải thích cho. Cái nghĩa là có bữa đó là một đêm tối nọ mẹ đi hẹn hò. Trời chứ rồi. Xong rồi tự nhiên không, mà lúc đó mới có buổi hẹn thứ hai à. Có nghĩa là trai chưa có rành mẹ, hiểu chưa không? Có rành, chưa có biết mùi của mẹ. Đúng rồi. Chứ xong tự nhiên mẹ làm cái ẹt xuống vậy nè. Ồ, mà nó có... mà không, ban đầu có nghĩa là mẹ mắc rồi. Mẹ mắc rồi hiểu không? Nhưng mà mẹ nghĩ rằng là chắc nó không ra tiếng đâu. Mẹ nghĩ chắc nó âm thầm và lặng lẽ thôi. Nhưng không, nó phát ra một cái volume rất to luôn nha. Mà cái kiểu mà một cái ẹt ra như vậy nè thì mẹ bị giật mình luôn. Chứ xong cái mẹ mới nghĩ ra là mẹ nhích cái ghế này ẹt. Nhưng mà sau đó mẹ nghiệm lại là cái tiếng ghế nó khác cái tiếng đó. Nhưng mà cuối cùng đó là cái anh trai làng đó là ảnh cảm xúc trên mặt ra, mẹ nghĩ là anh có biết không? Cái cảm xúc của anh trai làng lúc đó là ảnh biết mà anh giả vờ, anh chơi game. Anh giả vờ. Ờ giả vờ. Kiểu như là hơi thúi thúi. Không. Nhưng mà kiểu như nín thở. Ra tiếng thì không có thúi. Không, em con không được biết, kiểu như là ảnh nín thở anh đúng chơi rồi. Game. Ừ, anh không chơi phải game. Đâu gì nè. Tại vì á cái nết của mẹ là nếu mà anh nói rồi oh my god em địch hả rồi mẹ. Mẹ bỏ mẹ khóc, mẹ lần nữa. Mẹ đánh nó chết, mẹ đánh cho nó mất trí liền. Thôi, yeah. Nếu như mà mọi người có những câu hỏi nào tiếp theo muốn đặt cho gia đình Tấm Hậu để tiếp tục thử nghiệm máy có thể nói dối thì hãy đặt câu hỏi bên dưới để cho gia đình Tấm Hậu thấy nha. Và nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube Pinky Honey để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo của Pinky Honey cũng như là gia đình Tấm Hậu nha. Bye bye. Pizza Ma, nhìn một lần chọn Pizza Ma.